Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như quý vị chúng ta đã biết, trong cuộc đời của Thánh Antôn thì có một câu chuyện rất đáng chú ý. Đó là vào năm Ngài 15 tuổi, Ngài đã có ý hướng đi tu, nhưng ý định này đã bị ngăn cản bởi gia đình, dòng họ và bạn bè. Bởi vì thánh nhân là trưởng nam, cần nối dõi tông đường, thế nhưng dòng đời không như chúng ta chọn. Thánh ý Chúa nhiệm màu khôn xiết, Người đã chọn Thánh Antôn từ chính sự cương quyết và lòng trung thành của Ngài. Thế mới biết, giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta dễ ngã lòng, nhưng noi gương Thánh Antôn, chúng ta hãy vững tin và cậy trông nơi Chúa, vì chỉ có Chúa mới dẫn ta đi đúng con đường của sự thật, con đường của sự sống và bình an. Kính mời toàn thể quý cộng đoàn cùng thưởng thức một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Duy Thiên, ca khúc mang nhan đề Dòng đời ngược xuôi. Xin mời toàn thể quý vị thưởng thức qua tiếng hát của Lưu Bá Vĩnh trong ca khúc này. Về đâu con đi tìm Ngài, đi sương chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về nơi quê an. Về đâu con đi tìm Ngài, đi sương chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Chúa mở mắt con hết con, thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ.
con ngoan, cho con niềm tin vào một Chúa thôi.